Chào mừng đã quay trở lại với tóm tắt phim khờ. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn bộ phim Lời thỉnh cầu bí ẩn. Bạn thân của mình vừa qua đời chưa được bao lâu, cô ấy đã lên giường với chồng của bạn. Liệu người bạn thân kia có dễ dàng để yên cho cô được toại nguyện? Nào hãy cùng mình thưởng thức bộ phim này ngay thôi. Linda là một bà mẹ đơn thân, ngoài ra cô còn tự quay những video về món ăn bổ dưỡng cho trẻ em. Vào ngày quốc tế ẩm thực tổ chức ở lớp học, Linda tình cờ gặp được Emily, mẹ của bạn thân con trai cô. Không thể ngăn cản hai cậu nhóc muốn chơi chung với nhau, Emily đã thỏa hiệp và mời Linda về nhà mình uống rượu và từ đây mối quan hệ của hai người dần dần thân thiết hơn. căn nhà biệt thự của Emily rất rộng rãi, nhưng vừa bước vào nơi đây, lại xuất hiện một bức tranh khiến người xem phải giật mình về sự táo bạo của nó. Emily nói người trong bức tranh đó là cô, vì hồi còn đi học cô đã phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải học phí. người làm người mẫu tranh là một trong số đó. bức tranh được vẽ bởi một kẻ biến thái say mê cô nàng, nhưng Emily đã ăn cắp nó với hy vọng một ngày nào đó tác giả của bức tranh nổi tiếng và cô cũng sẽ bán được bức tranh này với giá cao. ngoài ra căn nhà còn có một khu bếp tuyệt đẹp mà Linda luôn ao ước hai người sau đó đã vui vẻ cùng nhau uống rượu nói chuyện được một lúc thì xin chồng của emily về đến nhà anh ấy là một người đàn ông điển trai tình cảm của cặp vợ chồng này rất mặn nồng thắm thiết kể từ lần đó emily và linda ngày càng gần gũi hơn biết rằng công việc của emily rất bận rộn linda chủ động nói rằng mình có thể giúp đỡ đón con trai cô khi tan học và một buổi chiều linda đang trông hai đứa trẻ chơi ở công viên còn emily thì đến muộn vì một cuộc họp kéo dài khi linda bất ngờ chụp ảnh của emily cô nàng đã rất tức giận và yêu cầu linda xóa hình ngay lập tức thật kỳ lạ người phụ nữ xinh đẹp như emily mà lại không thích chụp ảnh mặc dù cảm thấy khó hiểu về phản ứng dữ dội của emily nhưng linda vẫn vội vàng xin lỗi và xóa ảnh trong máy ngay lập tức một hôm emily gọi cho linda nhờ cô đón và chăm sóc cho con trai của mình vì cô ấy có một chuyến công tác cấp mà chồng cô thì đang phải về nhà chăm sóc mẹ đẻ linda chẳng ngại ngần gì mà đồng ý ngay lập tức nhưng mấy ngày sau emily đột nhiên mất tích linda không thể nào liên lạc lại được với cô nàng cô cũng đã gọi ngay cho xin thông báo tình hình bên cạnh đó cô còn đăng những video về việc biến mất đột ngột của linda mong rằng cộng đồng mạng có thể giúp đỡ nhưng emily vẫn không có tin tức gì vậy là hai người linda và xin buộc phải tìm đến sự trợ giúp của cảnh sát dưới sự gợi ý của những người xem linda quyết định đến công ty của emily tìm kiếm manh mối khi lẻn vào phòng làm việc của cô ấy cô nhìn thấy một bức ảnh đen trắng dưới gầm bàn là hình của emily nhưng vô cùng gây go và thiếu sức sống tuy vậy linda vẫn in bức hình này ra và dán thông báo tìm người ở khắp nơi trong lúc emily mất tích xin và linda lại ngày càng thân thiết cô không ngại ngần khi đến nhà của xin nấu những món ăn ngon cho anh và chăm sóc hai đứa nhỏ Xin rất cảm động về điều này, anh được tận hưởng sự quan tâm chăm sóc dịu dàng, điều mà vợ sẽ chẳng bao giờ làm cho anh. Lúc này điều tra viên đến nhà gặp xin, ông cho biết rằng Emily không có chuyến bay đi công tác nào cả, thay vào đó cô ta đã thuê một chiếc ô tô màu trắng để di chuyển. Linda trên lầu nghe được cuộc trò chuyện của hai người và cô luôn cập nhật thông tin trên mỗi video của mình. Không phụ sự kỳ vọng, một người xem đã báo cho cô về việc đã nhìn thấy Emily đổ xăng ở gần nhà. Linda vội vàng đến tìm xin, hỏi anh xem Emily có người bạn nào ở đây không. Lúc này thì cảnh sát cũng gọi đến, thông báo rằng đã tìm được người mất tích thật bất hạnh thi thể emily được tìm thấy dưới một cái hồ người ta phát hiện hình xăm và chiếc nhẫn trên tay của cô ấy trong tang lễ của emily linda với tư cách là bạn thân đã đến giúp đỡ nhiệt tình và cũng hết lòng an ủi xin nhưng chẳng hiểu thế nào lại thành an ủi trên giường cô bạn thân mất chưa được bao lâu chồng và bạn thân vợ lại vô tư ngủ với nhau ôi thật là một tình bạn thân thiết biết bao emily mà biết được điều này chắc phải tức đến đội mồ sống lại mất sau khi ngủ với xin linda nghĩ rằng mình đã trở thành chủ nhân mới của ngôi nhà này cô vui vẻ cất ngay bức tranh của emily Tiện thể dạo qua phòng để đồ của bạn thân, rồi cô nhìn thấy một chiếc váy rất đẹp, không cầm lòng được nên đã mặc thử lên người. Bất ngờ lúc này lại có người ấn chuông cửa. Linda không kịp thay chiếc váy ra do bị kẹt khóa, nên buộc phải mặc nó xuống tiếp khách. Người ngoài cửa là viên điều tra kia. Ông ta nói rằng khám nghiệm tử thi cho thấy Emily là một người nghiện rượu và ma túy rất nặng, và không lâu trước đây, cô vừa được chồng mua cho một gói bảo hiểm trị giá 4 triệu đô la. Ông nghi ngờ Emily đã bị chồng mình sát hại, nhưng Linda kiên quyết phủ nhận việc này. Rồi hàng loạt những điều đáng nghi xảy ra con trai của emily chắc nịch rằng mình đã nhìn thấy mẹ ở trường và mẹ đã nhờ cậu gửi lời thăm hỏi đến linda hay chiếc vòng tay mà trước kia cô đã tặng emily lại xuất hiện một cách bất ngờ trong nhà những điều này làm linda nghi ngờ emily vẫn chưa chết khi cô kể những nghi vấn cho xin anh lại cho rằng do cô suy nghĩ nhiều mà thôi linda lại hỏi về vụ bảo hiểm xin trả lời rằng hai vợ chồng họ đã quyết định mua nó sau khi nghe rằng cô có thể trang trải cuộc sống từ tiền bảo hiểm của người chồng cũ rồi xin bày tỏ tình cảm với linda mong muốn cô dọn đến đây và bốn người họ có thể bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc nhưng những điều quỷ dị vẫn chưa kết thúc. đồ đạc ở phòng chứa đồ của Emily đã được Linda dọn dẹp sạch sẽ, nhưng khi cô dọn đồ từ nhà cũ đến, thì đống đồ đó lại quay trở lại nguyên trạng một cách thần kỳ. Linda rất sợ hãi và lo lắng. Một hôm, khi Linda đang chờ hai đứa trẻ về nhà, Nicky bất ngờ đưa cho cô một phong thư và bảo là mẹ mình gửi. Cô đã sợ hãi đến nỗi suýt thì để xảy ra tai nạn xe. Về đến nhà, cô ta vội vã mở bức thư ra. Bên trong nói về bí mật mà cô chỉ tiết lộ cho bạn thân. Lúc này, chu điện thoại đột một kêu lên, giọng nói ở đầu bên kia chính là Emily đến đây thì cô khẳng định rằng emily vẫn còn sống và là người đứng sau những trò ma quái gần đây linda quyết tâm đi tìm kiếm sự thật dựa vào những cuộc chuyện trò trước đây cô rất nhanh đã tìm thấy manh mối cô đem bức tranh của emily tìm đến người họa sĩ đã vẽ nó cô họa sĩ cay đắng kể rằng emily đã lợi dụng tình cảm của mình sau đó còn lừa gạt cuỗm hết sạch tiền rồi cô vứt cho linda đống đồ cũ của emily đó là chiếc áo có in tên một trại hè linda giả vờ làm phóng viên đến tìm kiếm thông tin ở đó khi đang lật album ảnh cô phát hiện ra cô bạn thân có một người chị song sinh sau đó Linda nhanh chóng tìm đến nhà của Emily, Giả làm nhân viên dọn vệ sinh và nói chuyện với người mẹ. Cô rốt cuộc đã biết được toàn bộ sự thật. Hóa ra người chị song sinh của Emily mới là người nghiện rượu và ma túy. Khi xưa vì không chịu được người bố bạo lực, hai chị em đã phóng hỏa sát hại bố mình. Còn người tìm được dưới hồ kia nhất định là chị gái song sinh của Emily, vì món tiền bảo hiểm trị giá 4 triệu đô la, Emily đã quyết tâm giả chết để lừa công ty bảo hiểm. Linda biết rằng Emily nhất định đang âm thầm theo dõi mình, nên đã lên video chọc tức nhằm dụ bạn thân xuất hiện. Hai người hẹn nhau tại nơi mộ của Emily khi linda đang pha rượu thì emily bình tĩnh bước đến linda châm biếm emily vì tiền bảo hiểm mà ra tay cả với chị gái emily cũng không ngần ngại kể về gia đình về người chị song sinh và nguyên nhân tại sao mình không thích chụp ảnh đều là vì lo sợ cảnh sát tìm thấy vì đã giết bố mình emily nói rằng buộc phải ra tay với chị gái vì giờ cô chị đã bị rượu và ma túy chi phối đã tống tiền cô ta hết lần này đến lần khác trong khi bản thân đang phải gánh một số nợ khổng lồ nhưng dù sao thì hiện tại emily đang có một cuộc sống yên ổn và cô không cho phép chị của mình phá hoại nó emily còn đổ hết kế hoạch lên đầu xin gán cho chồng là chủ mưu của vụ giả chết cấp tiền bảo hiểm cô ta còn mở cho linda nghe đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng đại loại là xin chỉ lừa dối và không hề yêu linda nhưng linda không hề biết xin đã buộc phải trả lời như vậy vì emily đã dùng súng trực tiếp uy hiếp anh ta mục đích của emily là muốn linda hợp tác với mình và cô đã thành công lợi dụng được cô bạn thân ban đêm khi xin đang ngủ say linda đã đem chứng cứ cài vào xe của xin rất nhanh cảnh sát đã phát hiện ra chứng cứ xin muốn đi tìm linda tâm sự nhưng lần này cô đã từ chối anh emily tự làm bản thân bị thương để tạo bằng chứng giả báo chí bắt đầu đưa tin rằng xin là người đứng sau tất cả để chiếm đoạt tiền bảo hiểm mà ép vợ phải giả chết quả nhiên sau đó xin đã bị bắt giữ nhưng may mắn là anh được bảo lãnh về nhà khi nhìn thấy emily trong nhà anh đã rất tức giận và tra hỏi mọi việc lúc này linda lại đột ngột xuất hiện bất ngờ hai người kia còn chưa hiểu chuyện gì thì cô đã giơ súng ra hỏi tuổi họ ba người lúc này bắt đầu đùn đẩy đổ tội cho nhau dưới sự kích động linda đã nổ súng bắn vào xin nhưng hóa ra đây chỉ là màn kịch của hai người muốn diễn để emily thừa nhận tội danh của mình rất tiếc kế hoạch này đã bị emily nhìn ra cô vạch trần hai người kia tiếp đó cầm lấy khẩu súng cô dự định sẽ giết người diệt khẩu sau đó ngụy trang bọn họ vì sợ tội nên tự sát như vậy cô sẽ lấy được bảo hiểm từ chồng không chút do dự emily nổ súng bắn vào người xin khi cô định xử lý tiếp linda thì biến cố xảy ra cô bạn nói rằng tất cả cuộc trò chuyện vừa rồi đều bị cô phát trực tiếp trên mạng cô đã gắn một chiếc camera mini trên cúc báo biết sự tình bất ổn emily vội vã bỏ chạy ra ngoài lúc cô định quay người bắn linda thì bị một chiếc xe tông phải là những người xem trực tiếp của linda đến ứng cứu rồi sau đó thì cảnh sát cũng đến nơi. Cuộc đấu trí giữa hai cô nàng cuối cùng cũng kết thúc dưới sự thắng lợi thuộc về Linda. Kết phim, Linda ngày càng nổi tiếng trên mạng, cô còn chuyên nhận phá giải những vụ án bí ẩn chưa có đáp án, còn Emily thì phải ngồi tù vì những tội lỗi mình gây ra. Emily, một con người có vỏ bọc rất hoàn hảo, nhưng thực tế lại là một cô nàng xấu xa, ra tay với cha và người chị gái ruột thịt, luôn sống trong vỏ bọc lừa đảo người khác. Nhưng Linda liệu có phải một cô nàng tốt đẹp không? Cô nàng chỉ vì cuộc sống giàu sang, không ngần ngại ngủ với chồng bạn thân ý kiến của các bạn về hai cô nàng này như nào hãy cho mình biết thêm nhé